Chào anh em và các bạn đến với kênh Dũng miền Tây của mình nha. Coi, lúc này thì xe kéo lên trước anh em ơi. Xe kéo là xe chạy gầm dữ vậy. Tiếp theo thì 100 anh em ơi, 100 này dữ dằn lắm nha. Ở đây thì hai cây lặn mới lên phàn cây, chuẩn bị lên thêm cây nữa nghe anh em. Dưỡng hàm cái gì kìa anh em ơi, coi có dưỡng hàm không kìa, dưỡng hàm mà kìa. Rồi quên. Rồi, chuẩn bị lên phà thêm một cây 100 nữa anh em ơi. Ở đây hiện tại thì bữa nay hai cây 100. Hồi nãy cây trước lên nó bị dướng cái hàm của cây 100 cây này, biết sao không? Ôi dồi. Rồi dướng hàm nữa rồi. Dướng hàm ơi, tài xế ơi. Hỏi luôn. Chuẩn bị đi bắt chuột nè anh em. Mang rộng luôn cũng dễ dàng ha. Bữa nay đi bắt chuột gì mấy anh? Dạ. Cũng khá là đông người dân để đi ra đồng bắt chuột nha anh em. Bữa nay anh em mình cùng xem giải trí đến kinh Dũng miền Tây của mình ha. Ở đây hai cây 100. Hiện tại miếng này thì lúa gì mình nãy giờ mình cũng không biết nghe anh em. Nhưng mà lúa này thì còn xanh nè, nhưng mà phải cắt luôn. Tại vì ở đây gần trường tràm chuột cũng dữ lắm anh em ạ. Ở đây thì thuộc về địa phận của tỉnh Kiên Giang, ở xã Bình Giang của tỉnh Kiên Giang anh em ơi. Bữa nay cũng khá là đông người dân ra đồng để tham gia bắt chuột ha. Thì cây 100 này đang xuống trước nha nè. Sao rồi? Rồi như vậy thì cho cây 100 kia xuống trước anh em ơi. Cái này đi lên để cho cây kia xuống trước. Cái này bị vấn đề gì ơi? Đó, xịn sò không? Hai cây nè anh em. À, xuống trở lại. Xuống trở lại anh em ơi. Ê. Trời. Máy này toàn là máy công suất lớn nha anh em. Ủa, lại xuống kìa anh em ơi. Đất này thì chuột thì bao chuột luôn á. Xuống là cắn liền luôn nè anh em. Nè, nước dưới đất đó. Ừ, cho trọng cung lên. Dưới ruộng là nước không nghe anh em nè.
xà chuột rồi anh em ơi. Rồi cắn luôn. Bộ hai siêu quyền lực. Cây này là cây của Đạt Nguyễn nè anh em. Thật dữ dằn lắm. Bánh chín. Rồi. Cầm cây kìa đó, gượt theo kìa anh em ơi, trông dữ dằn luôn kìa. Quá trời nước luôn rồi, khó bắt dữ lắm. Có hai cây đang xiết nè anh em. Hiện tại kè trên trăm lẻ cũng nhiều lắm rồi nè. Cắt toàn là cắt kè không ạ anh em ơi. Bốn bên nhiều nước không à, không có chỗ nào khô hết. Cắt kè thấy gì chứ cực dữ dằn lắm anh em ơi. Gơm cũng đuối nữa, tại vì để một đống trên cái máy cắt rất là lôi qua mà thân để ở dưới nước, ý để ở dưới đất. Cắt kè thấy gì chứ vất vả cho anh em lắm. Rồi lắm. Được nhiêu hả? Ôi ôi mồi bén không ha. Bé về chưa? Bé về chưa? Nãy giờ bắt được nhiêu hả anh? Ôi có con rắn nữa kìa. Đúng cái gà cái này không có nước là bắt nhiều lắm phải không? Ừ. Có nước làm như nó lặn đâu hết trơn à. Nó nín theo lần gom. Nín theo lần gom chứ nãy là thấy. Như là xẹt bắt được nó hả? Ừ, tại mà nó ăn nín theo gom á. Dạ. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn anh nhiều ha. Rồi, hiện tại lúc này thì lấy cây đao mới thay anh em ơi. Cây đao cũ nó sẽ lục quá lục. Chạy tài xế luôn. Lúa này nó giống gì anh? Nó giống ôm. Đây thì cò nè anh em, cò lái. Lúa này anh mua nhiêu ký anh? Dạ. 7.500. Lúa này giống gì anh? 5451. 7.500 ký anh em ạ. Chuột nhiều lắm nhưng mà nó lặn hết trơn rồi. Nước gì chuột đi chơi. À,
sát thủ nha anh em. Lặn mất tiêu. Đâu 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 đâu. Biết vậy chưa? Biết vậy chưa? Có mời, có mời nghe. Bây giờ được mấy con rồi cốt? Ba con hả? Ba con ha. Chuột nhiều lắm nhưng mà ngà cái nó lặn đâu hết. Lúa qua ở đây cắt lúa lòi nhiều. Cái lò này thấy gì chứ hào dầu dữ dằn lắm anh em. Chuột thì nhiều lắm nhưng mà tại vì nước không à, nó lặn hết trơn rồi anh em ơi. Bắt cũng không được nhiều đâu, nó dồn vô cái bờ này nhiều dữ dằn lắm rồi. Lúc đầu thì mình giới thiệu còn miếng này thì cuối cùng thì chuột cũng nhiều nhưng cuối cùng thì chuột lặn hết rồi, không có chạy ra ngoài. Nước không là chạy đâu có nổi đâu anh em. Chơi miếng này mà đất khô là chuột dữ dằn luôn. Ôi, bữa nay bắt chuột là bờ đói luôn. Cái này là lỗ săn hết. Lúa này đứng bông, lúa này không có trúng đâu em ạ. Khá là đông người dân ra đồng để bắt chuột ở đầu trong nè. Còn xe kéo đang lướt lên ở đường đó luôn trời. Chỗ đó là cái chỗ lúng mà dám lên trời. Chết cha rồi đó, nói lúng mà cãi không à. Nãy chiếc 100 xuống nó về chạy lên đó. Chạy lên nổi mới sợ đó. Rồi nằm luôn rồi đó. Ôi trời, xe này quá lộ. Chuột chạy đâu hết rồi anh em ơi, kéo còn con nào hết. Không biết nãy giờ em gái miền Tây bắt được bao nhiêu con chuột ha anh em. Ôi ơi kìa, được con số à. Hiện tại lúc này thì 200 đang đi xuống rồi nè. Lạng qua rồi anh em ơi. Chỗ đó là cái chỗ lỗ lung. Chuột thì rất là nhiều nhưng mà tại vì lặn hết rồi anh em. Lúc đầu thì mình giới thiệu chuột nhiều lắm, cuối cùng chuột lặn hết. Khó bắt, lặn núp theo gom hết rồi. Còn xe kéo thì đang lướt đi vô kìa.
đó. Còn cuối cùng cũng còn có mấy con nó chạy ra. Rồi cắt cũng vừa xong rồi anh em ơi. Anh còn xe kéo đang lướt vô rồi. Bên kia thì có tầm tập đang chạc đất luôn nè anh em ơi. Dữ dằn không? Chuột lặn hết rồi. Nãy giờ bắt chuột nhiều không chị? Kìa, được mấy con. Gì vậy?